Em xin mến chào tất cả quý anh chị và các bác đến với kênh của Viết Phú. Trong video ngày hôm nay thì đợt này thì cũng em rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã có những cái đặt hàng. Nhiều anh chị cũng rất là tin tưởng đã chuyển tiền cho em, có trường là có nhiều anh chị mua những hàng tiền rất là lớn. Đối với em rất là lớn, tên 10 triệu hoặc là thì cũng là rất là lớn rồi. Thì không phải là đơn giản mà mình có thể chuyển cho một người mình chưa quen một số tiền như thế được. Thì em cũng rất là chân thành cảm ơn. Thì hôm nay thì vừa rồi thì cuối tuần cũng nghỉ được 3 ngày, nhưng mà em cũng có đi mua đồ cho tất cả anh chị. Nhưng mà cái ở quán ấy, đồ nó cũng không quá nhiều nên em cũng không quay quá nhiều video để cho up lên cho anh em xem. Thì hôm nay thì em sẽ quay một số cái đồ mà em đã mua được để đóng hàng, em sẽ chuyển đi về Việt Nam vào chuyến gần đây nhất. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 thì 29 tháng 2 sẽ về Việt Nam. Thì anh em ăn cơm nước xong thì đang tranh thủ quay cho bác đoạn đóng hàng. Đằng sau là em đang nghe bằng cái dàn mini của Denon M330 nhé. Con này là hàng mua ở hàng cũ hỏng nhưng mà vẫn chơi rất tốt. Đây là em nghe nhỏ mức 23, mức một nửa, vì không dám nghe to bên trên đầu có một tay người Nhật nó ở trên đấy thì cũng khá khá nhiều tuổi, ồn ào thì nó sẽ báo cảnh sát nó bắt nên là em không dám bật to. Cho bác nghe một đoạn này. Đấy, nhạc cũng vẫn chơi rất là tốt. Kiểu cây này nó để chân ngoài đấy phải một năm mà chưa nghe đến, nên là các cái đầu rắc nó bị oxy hóa một phần. Thì em cũng chưa có thời gian để em lấy cái nước tẩy, em nước xịt chuyên dụng, em đánh sạch đi thì nghe rất là ngon hơn đấy rất là nhiều. Đây mỗi lau chơi chơi thôi mà nghe cũng rất là ok rồi. Có một anh lúc nãy em trước anh thấy em quay cái video, anh bảo là test lên cho anh xem thì em gửi cho em quay, tiện em đăng cái này thì em quay luôn. Hôm nay thì em có một số cái hàng mới. Đây là cái đầu dàn tổng hợp của Kenwood. Con này thì nó có cả FM này, có cả AM, FM này, có cả CD Write và CD Read, nghĩa là vừa đọc được đĩa vừa ghi âm luôn. Đấy, vừa rất là đa năng. AM, FM này, radio này, còn có cả băng, nghe được cả băng cassette. Rồi có cả line cắm, có cả line in cắm từ điện thoại vào để nghe một cái loa này. Thì em có test một đoạn em up lên trên YouTube ấy. Vì cái hàng này nó chưa bóc siêu, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện nên em chưa bóc, em để về nhà cho khách bóc. Còn một con kia rồi em mua cho bạn thì em đã test một đoạn rồi, tuy nhiên em là đóng vào hàng để mà gửi cho kịp. Thì con này nó nguyên siêu nên em cũng chưa bóc. Thì có rất nhiều chức năng, có cả thêm USB và thẻ nhớ nữa, có cả quay cái đĩa than luôn. Nó rất tuyệt vời. Con này có giá đang bán ở bên này là khoảng tầm 3 triệu đồng. Thì cả tiền ship từ đây nội địa Nhật cả về Việt Nam cả công thì em lấy 1 triệu. Thì trong đấy thì cái tiền ship và cái tiền công, cái tiền ship nội địa và tiền Nhật Bản thì đã lên tầm 700.000 hoặc là đến 800.000 một lần ship. Nếu em ship một hộp không như này thì người ta sẽ lấy 300.000 tiền Việt Nam đồng hoặc là hơn. Đấy, chưa kể về Việt Nam nó cả hộp nó là gần 4 cân, thế nó là 800.000 là phải 1 triệu đến 1,1 triệu. Thì về Việt Nam thì em sẽ lấy chọn gói là 4,5 triệu. Đấy, một con nguyên siêu như thế này, đa chức năng như thế này. Con này để trong phòng riêng thì rất là tuyệt vời, có thể nghe với vòng 10-15 m² thì nghe rất tuyệt. Hoặc là các phòng riêng hoặc là để phòng khách trưng bày vừa đẹp rất là sang, hàng nội địa Nhật Bản. Hàng này thì tất nhiên là nó sẽ dùng cái điện 110 nha bác về chú ý. Đây có, đây nó có ghi thông số đây, có thể nhớ luôn từ 128 MB đến 16 GB này. Có USB luôn này, có cả hai loa thì công suất mỗi bên chỉ 3W thôi, chỉ nghe phòng nhỏ thôi, AM, FM. Đấy, thì điện vào sẽ là có DAC 1,6A 12V. Cái này thì chắc là dùng được điện 220 của mình đấy. Nó không ghi cụ thể ở đây nhưng mà có DAC thì chắc là cũng ok. Đây là một con.
Ở trong này là cái hộp thứ hai, đây là có một cái hộp khác, hai cái hộp to này, hai cái hộp to này thì đã có một hộp Labot 301 mm gửi về cho một anh ở Bắc Giang đang làm việc ở Hàn Quốc, gửi ra về nhà để sau này về Việt Nam nghe, vì anh bảo là bên Hàn thì phí gửi về nó cũng tương đương với bên Nhật, nhưng mà cái hàng nó không được ok bằng bên này, đa số là hàng Trung Quốc nên anh mua bên này. Còn đây là một thùng cho anh bạn của em có mua một cái con đầu đĩa, con dàn Wintech như vừa rồi, và một bộ PS3 PlayStation bóng đá cộng với 5 cái tay chơi game rất là rẻ. Một bộ PlayStation 256GB chỉ 250GB chỉ có 2 triệu, và 50 tay cũ em mua được, em lọc được ở quán có 50 tay cũ ok thì có hơn 130.000 một cái. Đấy, thì rất là tuyệt vời, rất là rẻ, em mua hết những cái tay này luôn ở chơi game này luôn cho bạn chơi, là 5 cái đĩa thì có đĩa đắt nhất là 200.000, 230.000, còn cái đĩa rẻ nhất là cái đĩa bình thường là khoảng tầm hơn 100.000 thôi. Ở trong này thì có rất nhiều đồ khác. Đây là một cái đài radio của một chị ở Hưng Yên mua cho bố hay là nào đấy về ở Hưng Yên. Có em có ghi địa chỉ trên này và dán ni lông hết lại kín rồi. Con này thì vẫn được bọc siêu nguyên nhé, em chưa hề bóc, về nhà khách tự bóc nguyên siêu, em đặt hàng mới, hàng mới 100%. Hàng này thì của Toshiba Nhật Bản luôn, có pin đấy. Thì con này thì nó là dùng AC 100V hoặc là pin đấy. Thì hàng mới về để khách bọc bóc chứ em không bóc, vẫn còn bọc nguyên si hết, em có nhắn cho khách đọc chụp ảnh như này gửi cho khách rồi. Đấy, thì rất là cảm ơn chị đã có những cái đặt hàng của con này, vì là hàng mới nên em cũng rất là sẵn sàng em đặt, vì em nhìn lên web của công ty em đặt một phát là người ta sẽ đưa về rất là nhanh, vì em cũng mua hàng rất nhiều trên các cái trang web của bên này ấy. Thì đây là cái tài khoản của em cũng có như gọi là thành viên mua hàng ấy. Các hàng em mua trong nhà dùng cũng rất là nhiều. Đấy, thì em quên em đặt đúng một ngày là về đến nơi, còn cái đầu này thì em phải đặt đến 2 ngày là nó cũng về đến nơi cũng rất là nhanh. Tiếp theo là một đôi mic cho một anh ở Ba Đình Hà Nội, một đôi mic, một cái Victor đầu to trước em mua, còn với một cái Sony luôn ấy. Đây là một cái anh này, em cũng ghi lên đây hết rồi. Về thì việc là công ty vận chuyển người ta sẽ bóc ra, người ta cứ bóc hộp to này, em bỏ rất nhiều hộp nhỏ vào đây, vì em không thể gửi từng hộp nhỏ này đi được. Vì mỗi lần nếu hộp nhỏ này, nhỏ nhất em gửi ấy, thì bên này nó sẽ mất khoảng tầm gần 200.000 đối với hộp như thế này. Còn mà em bỏ vào hộp to như thế này thì mất khoảng tầm 350. Đấy, thì nên là em phải bỏ tất cả các hộp nhỏ này vào vì nó đỡ lãng phí, và về nó nhóm gọn được một chỗ, vì về người ta sẽ bóc sẽ chia ra và gửi đi bưu điện cho tất cả các anh chị, em ghi lên hết rồi không phải lo nữa. Đây là một con loa Boss Mini Sao Linh Mini cho một anh Phạm Văn Tranh ở trong Đồng Nai đấy. Cũng rất nhiều anh ở trong miền Nam có đặt hàng cho em, rồi em cũng rất là chân thành cảm ơn. Con này là một loa Boss, con này là một cái sản phẩm cực đỉnh của loa mini nghe Bluetooth. Nếu các anh chị có điều kiện nghe thử con này thì sẽ rất là phê. Nó là một loa mini nhưng mà cái công suất nó phát ra thì có tương đương với một cái loa thùng chứ không phải là một cái loa mini nữa. Mai em sẽ mua một con về và em sẽ làm một video review riêng một con Boss Sao Linh Mini này cho các anh chị xem, quá tuyệt vời. Con này thì ở bên này cái hàng con này là hàng Mexico ấy. Cái chân đế người ta sẽ làm ở China, Trung Quốc, nhưng mà cái loa người ta sẽ làm ở Mexico. Đấy, cái riêng con này, và cái giá nó cũng khá là cao, về đến Việt Nam là 4 triệu trọn gói. Con này nặng khoảng tầm hơn cân, một cân gì đấy, nhưng mà nó mua bên này cũng khá đắt, nhưng mà được cái nó chất nguyên, có cả sạc rồi để sạc các thứ đẹp. Con này đẹp khoảng tầm hơn 90-95%. Và tiếp theo là đến cái đôi loa JBL cho bạn Dũng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Đấy, em đóng và ghi địa chỉ lên đây hết rồi. Đấy, còn tiếp theo em gửi về cho anh Thọc ở trong quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trong này thì có một mic, một đôi mic, một cái Sony và một cái Pioneer, một cái hàng ok đã check bán niêm yết, và một cái hàng ở quầy không check thì anh ấy có yêu cầu em có mua, và
5 mét dây cộng với dây AV. Thì anh có yêu cầu mua dây AV là tốt nhưng em cũng không có mua được. Vì ngoài này em mua cũng hết rồi, thật là em mua hết quán cái đồ dây tốt rồi. Thì em cũng có bảo với anh đấy là dùng tạm cái dây bình thường, sau này em mua được cái dây tốt thì em sẽ gửi cho anh sau. Đấy, đến sắp tới thì em có chuyến về Việt Nam, những hàng nhỏ nhỏ như thế này thì em sẽ mang về rất nhiều được. Và đây là một cái hộp nhỏ nhưng mà nó lại rất là có giá trị, là của anh Đạt ở trên Hải Phòng, của Quảng Ninh. Hai cái kim của cái máy đĩa than từ này, nhưng mà nó cũng có giá lên 3 triệu đồng hộp có tí như này. Đấy, nhưng trong khi hộp to như này thì có khoảng tầm 2 triệu thôi, nó gấp 5-10 lần, nhưng mà nó giá trị nó rất là nhiều. Đấy, thì tiếp theo là của một chị cùng quê nhưng chị đang sinh sống làm việc ở Hà Nội, có mua 3 lọ thuốc bổ não. Đấy, thì ngoài cái hàng điện tử thì em cũng nhận order luôn cả hàng thuốc than nha các bác. Hàng em sẽ gửi kèm bưu, nghĩa là em mua ở siêu thị thuốc chính hãng của Nhật chứ không phải mua qua người Việt bên này. Thì có thể là nhân tiện em sẽ nói luôn câu chuyện là ở Việt Nam mình các cái quán hàng mà bán hàng sách tay ấy, thì anh chị cũng biết là công an bắt được nhiều vụ là hàng sách tay Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Bắc Ninh, sản xuất tại Hưng Yên, Việt Nam. Thì hàng em sẽ mua ở siêu thị của Bộ Y tế ở Nhật cho phép bán, và em sẽ gửi kèm bưu cho người ta, chứ em không mua hàng lẩm khẩm mà của người Việt bán bên này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà em không bao giờ em chơi cái hàng đấy. Vì em cũng mua cho gia đình mình dùng thuốc nên em cũng không bao giờ chơi loại đấy. À, đây là của ai? Đây là cũng của một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh Phương Phạm. Anh này thì anh này anh mua gì nhỉ, em quên mất rồi. Anh này là anh mua cái đây là của anh Phương Phạm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, phường 8 quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Anh có mua một đôi Labot 101, hàng 101. Hôm qua em thấy có một bạn ở Việt Nam có nhắn tin cho em qua Facebook là một đôi người ta bán 540.000, nhưng mà cái hàng này em mua quán riêng cái hàng không đã bán hơn 2,5 triệu một đôi 101 mm. Còn ở cái Việt Nam cái đôi lại là một đôi hay là một cái bán 540.000 đấy thì em không biết, nhưng mà cái này là hàng ở quán niêm yết, hàng sản xuất ở USA thì giá của đôi loa là hơn 2,5 triệu rồi, không về Việt Nam nữa. Con này khá nặng, đến khoảng tầm cả hộp cả chen nó rơi 7-8 cân, thì Việt Nam nó lên khoảng tầm 4 triệu. Đấy, nó đắt ở cái vận chuyển. À, lại câu chuyện vận chuyển thì em cũng xin nói một chút là trước có một bác vào comment lên video của em ấy là mày ăn trên 1 cân của người vận chuyển mày ăn 200.000, tao lại mày. Đấy, thì thấy nhân câu chuyện này thì em cũng nhắc lại cho tất cả bác là cái việc mà 200.000 một cân và một lần ship từ đấy xuống những bưu điện để đến công ty vận chuyển người ta chuyển về Việt Nam ấy, là 300.000 đấy là công ty vận chuyển người ta thu, và em thuê từ đấy chuyển xuống dưới kia thì là bưu điện Nhật Bản người ta thu. Chứ còn cái 200.000 một cân đấy là công ty vận chuyển thu, cho em không được ăn 1.000 một cắc nào trong đấy hết. Đấy, nên là các bác nhiều lúc các bác hiểu câu chuyện một chút, chứ các bác vừa nghe là bảo là 200.000 một cân, thấy có ông nhảy vào comment nghe là mày ăn 200.000 một cân trên của người ta. Đấy, thì đó là câu chuyện đấy nó không được đúng lắm. Đấy, thì em nhắc lại cho bác thế. Còn đây là thuốc của một chú ở Nam Lý Nam Đế Hoàn Kiếm, chú mua 3-4 lọ thuốc bổ xương cốt. Đấy, thì em cũng có nhắc bill vào đây, trước thì em phải đi mua 2 lần 2 bill, vì một lần cái quán đấy nó có 3 lọ thôi, sau lại đi một quán khác lấy thì rõ nó lại cùng một loại thuốc nhưng mà giá nó lại cao hơn khoảng 600.000 một lọ. Thế em lại không mua, lại phải đi tìm một quán nữa thì phải cùng đúng bằng cái giá đấy, thì em lại mua và bỏ 2 lần bill vào đây chú lại gửi về. 29 này sẽ về Việt Nam. Và đây thì là một cái hộp khá to nhưng mà cũng nhẹ thôi. Anh Lân ở trong Ninh Kiều, Cần Thơ, gạo trắng bên trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về đây. Đây là anh mua 2 cái tai nghe chụp tai. Đấy, của em mua cho anh ấy một cái của Creative và một cái của Shure.
bên mình hay gọi là cái mic mic su ấy. Đấy, cái này cái tai nghe cũng là của su su đấy, này su đấy. Đấy thì em cũng mua một tai nghe, thì cái này có giá khoảng một cái à, một đôi này nó giá là hơn 1 triệu rồi. Thì em vì cái này nó nhẹ thôi, chưa đầy 1 cân, thì em lấy tất tật cả vận chuyển cả công là em lấy 1,5 triệu. Đấy thì coi như là giúp anh là chính, chứ còn công thì lấy công làm lại, thì em không lấy lời nhiều. Và đây là của một chú Thái ở Thiên Bình, có con ở đang làm việc ở bên Nhật này, thì bạn ấy có chuyển khoản tiền Nhật cho em cũng rất là hoan nghênh, vì em cũng đang rất cần tiền Nhật để mua hàng. Như tiền Việt thì các anh chị cũng chuyển vào tài khoản em cũng nhiều đấy, nhưng mà mua hàng nhiều đấy, nhưng mà lại lại phải tiêu Việt Nam thôi, chứ cũng không chưa tiêu bên này. Thì em cũng có nhờ bạn làm thẻ ngân hàng, đăng ký cho dịch vụ ngân hàng để chuyển khoản để em mua lại man của các bạn thực tập sinh trong công ty, để em chuyển tiền về Việt Nam cho bạn đấy, và em lấy tiền man bên này em mua hàng. Chú đấy mua 20 mét dây, loại này là khoảng tầm 120.000 một mét vuông, à 1 mét dài, nó rất là tốt, rất là chắc chắn. Cộng với một đôi mic Pioneer, và đôi mic là một đôi mic đi cùng nhau luôn, họ họ niêm yết và em mua một đôi luôn. Đấy, một cái như kiểu một cái trong cái mãi sao đấy, kiểu kiểu thế. Đấy thì em mua một đôi mic cho chú đấy, cộng với cái dây AV nữa, nhưng mà cũng không có dây AV tốt thì à chú thì có một cái dây AV tốt thì cũng hết. Đấy thì đây là những cái hộp nhỏ em trong ngày hôm nay, và cái dàn này thì có anh ấy đang hỏi, thì em chắc là em cũng sẽ tí sẽ nói chuyện tiếp với anh đấy về câu chuyện đấy. Còn đây là cái hàng em chưa đóng, đây là cái máy đo huyết áp em mua cho một bạn, nó gửi về Việt Nam, hàng hàng của Citizen, em cũng có bill đàng hoàng, em mua ở nhà thuốc của Nhật. Con này có giá khoảng tầm 1,1 triệu, về Việt Nam thì nó là tầm 1,6 triệu rồi đấy, vì con này cũng khá nặng, tầm 1 cân. Mà hộp này cũng khá to nhưng không không nhỏ. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua máy huyết áp này, nhiệt kế hay gì, đồ thuốc thì em cũng nhận order luôn. Và đây là một con Sony em đang sạc để nghe. Đây là một con Sony SRS-X7. Con này nghe rất tuyệt vời, công suất 32W. Cảm ứng và nút cảm ứng có line-in, có Bluetooth, có wireline, có USB. Đấy, có rất là nhiều chức năng. Nghe rất phê. Nếu các bác có xem trên Facebook em có đăng và nghe tạm một đoạn nhạc nó rất tuyệt vời. Còn đây là một con Sony CVT CD 3, con này có cả CD nữa, có khe CD. Thì em sẽ đóng gửi về Hà Nội cho một bạn có đặt con này rồi. Và một con Sony nhỏ nhỏ nữa, SRS-X2, con này là chỗ loại nhỏ nhất, giá khoảng tầm 800 nghìn bên này chưa ship. Ở quán hiện tại có một con tương đương như này người ta bán mua 1,1 triệu, nhưng em mua con này rẻ hơn một chút, 800 nghìn thôi. À, tại vì nó không có cái sạc, sạc cái dùng sạc điện thoại mà, nên là cái sạc không quan trọng, các bác cắm sạc điện thoại Android vào phát phục chạy luôn. Sạc có cũng có cả line này, rồi Bluetooth cũng rất là nghe nghe trong phòng nhỏ nhỏ thì cũng nghe được. Đấy thì đây là một số hàng em đóng hôm nay, thì review lại cho các bác xem. Chuyến này là sẽ 29 về, và tiếp theo là chuyến ngày mùng 5 tháng 3. Đấy thì em sẽ nhận order tiếp của các bác. Nếu sau đây các bác có nhu cầu order hàng gì thì cứ nhắn tin cho em qua Facebook em, thì em sẽ để Facebook đây. Và em đi làm buổi ngày nên là cái việc gọi điện buổi ngày thì em không nghe được, thì chắc tối tầm 3 giờ và rưỡi giờ Việt Nam cho đến tầm 7 giờ 8 giờ rưỡi giờ Việt Nam về chiều ấy, thì em sẽ 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ rưỡi tối thì em sẽ nghe máy được. Đây xin xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau.